Bản tin tài chính hôm nay có những tin chính sau. Hết dư thép và xe điện, Trung Quốc có nguy cơ thừa thêm một mặt hàng quan trọng khác. Tầm nhìn kinh tế của ông Trump. Sabeco chi 800 tỷ thâu tóm Sagota. Lãi vay của Hòa Phát giảm mạnh. Tín dụng bất ngờ tăng vượt 7,3%. Ngân hàng nhà nước có thể tăng giá đô la Mỹ mua vào để bổ sung dự trữ ngoại hối. PV Power đặt mục tiêu phát triển 1.000 trạm sạc xe điện. Hết dư thép và xe điện, Trung Quốc có nguy cơ thừa thêm một mặt hàng quan trọng khác. Trung Quốc đã chi 24,7 tỷ đô la Mỹ cho thiết bị sản xuất chip trong nửa đầu năm 2024, vượt qua chi tiêu của Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan và Nhật Bản. Bắc Kinh đang cố gắng tự chủ về chất bán dẫn để đối phó với các hạn chế công nghệ từ phương Tây. Việc đầu tư quá mức vào sản xuất chip cũ có thể dẫn đến tình trạng dư thừa, giống như các ngành thép và xe điện. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn gặp khó khăn trong sản xuất chip tiên tiến do các biện pháp kiểm soát công nghệ của Mỹ. Dù bị hạn chế xuất khẩu, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn cho các nhà cung cấp thiết bị bán dẫn như ASML, Hà Lan và Tokyo Electron, Nhật Bản. Doanh thu từ Trung Quốc của các công ty này tiếp tục tăng, bất chấp lệnh hạn chế từ Mỹ và các nước đồng minh. Trung Quốc dừng tăng dự trữ vàng 4 tháng liên tiếp. Trung Quốc không tăng dự trữ vàng trong 4 tháng liên tiếp, giữ nguyên mức 72,8 triệu ounce đến cuối tháng 8 năm 2024. Trước đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC đã mua vàng trong 18 tháng liên tiếp, nhưng cơn sốt vàng đầu năm và giá cao đã làm chậm lại nhu cầu từ các ngân hàng trung ương toàn cầu. Dù giá vàng cao, các chuyên gia cho rằng Trung Quốc có thể tiếp tục tăng dự trữ vàng trong tương lai để bảo vệ tài sản và giảm sự phụ thuộc vào đô la Mỹ. PBOC vẫn là động lực chính thúc đẩy giá vàng năm nay. Tầm nhìn kinh tế của ông Trump. Trong bài phát biểu tại câu lạc bộ kinh tế New York, ông Trump cam kết sẽ đưa ra các chính sách giảm thuế, tăng thuế quan và cắt giảm lãng phí để thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Ông hứa sẽ giữ chi phí năng lượng và lãi suất thấp, tạo ra thu nhập cao cho mọi người dân, bất kể chủng tộc hay tôn giáo, đồng thời đẩy lùi lạm phát và khôi phục tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ. Ông Trump dự định bổ nhiệm tỷ phú Elon Musk đứng đầu một ủy ban giám sát tài chính của chính phủ để loại bỏ hàng nghìn tỷ đô la Mỹ chi tiêu lãng phí. Ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm cải cách mạnh mẽ, đảm bảo hiệu suất tài chính của chính phủ liên bang được tối ưu hóa, ông nói. Ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa hứa gia hạn đạo luật cắt giảm thuế từ năm 2017, đề xuất giảm thuế doanh nghiệp xuống còn 15% cho các công ty sản xuất tại Mỹ. Ông kêu gọi, hãy tạo ra sản phẩm của bạn ở Mỹ, chỉ ở Mỹ mà thôi, để khuyến khích sản xuất trong nước và bảo vệ công việc cho người Mỹ. Ông Trump cũng cam kết tăng cường khai thác năng lượng trong nước, tuyên bố sẽ giảm giá năng lượng ít nhất một nửa trong vòng 12 tháng nếu ông trở lại Nhà Trắng. Ông nhấn mạnh, chúng ta sẽ không còn phải phụ thuộc vào năng lượng nước ngoài, mà sẽ thống trị ngành năng lượng toàn cầu. Trump đề xuất mức thuế quan 10% cho mọi sản phẩm nhập khẩu và 60% với sản phẩm từ Trung Quốc để khuyến khích sản xuất trong nước. Dù các nhà kinh tế lo ngại về những hậu quả như tăng giá và chiến tranh thương mại, Trump tin rằng chính sách này sẽ tạo ra sự phục hưng kinh tế quốc gia. Dự báo GDP quý 3 có thể đạt 6,7%. Tổng cục thống kê dự báo GDP quý 3 năm 2024 của Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng từ 6,2% đến 6,7% nhờ vào đà phục hồi kinh tế vĩ mô và sự tăng trưởng tích cực của ngành công nghiệp. Sản xuất công nghiệp trong tháng 7 và 8 duy trì mức tăng trưởng cao, đóng vai trò quan trọng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế quý 3. Ngành du lịch, thương mại và vận tải cũng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ, với lượng khách quốc tế đạt trên 11,4 triệu lượt trong 8 tháng đầu năm. Xuất nhập khẩu và chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tiếp tục cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, Tổng cục thống kê cảnh báo về các yếu tố rủi ro toàn cầu như biến động tài chính và xung đột địa chính trị có thể ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Chính phủ cần tập trung thúc đẩy đầu tư công, xuất khẩu và tiêu dùng trong nước để duy trì đà tăng trưởng kinh tế và đối phó với những thách thức quốc tế. Tín dụng bất ngờ tăng vượt 7,3%. Tính đến ngày 30 tháng 8, tín dụng toàn hệ thống đã tăng trưởng 7,31%, cao hơn so với cùng kỳ năm trước và có khả năng đạt mục tiêu tăng trưởng 15% vào cuối năm. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết, với dự báo nền kinh tế sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực, đặc biệt trong các tháng cuối năm. Ngân hàng Nhà nước đã áp dụng các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%, bao gồm phân bổ chỉ tiêu tín dụng cho các ngân hàng thương mại và giảm lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay hiện tại trung bình là 6,23% một năm, trong khi lãi suất huy động là 3,84% một năm, giúp hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ đẩy mạnh các gói tín dụng ưu đãi, như gói tín dụng 140.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội với lãi suất ưu đãi, giúp người mua nhà tiếp cận dễ dàng hơn. Đồng thời, các gói tín dụng cho xuất khẩu thủy hải sản cũng được mở rộng lên 50.000 đến 60.000 tỷ đồng. Theo SSI Research, trong bối cảnh tỷ giá hạ nhiệt, Ngân hàng Nhà nước đã có hàng loạt chính sách điều hành mang tính nới lỏng hơn. Cụ thể, tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt từ 80% chỉ tiêu phân bổ đầu năm sẽ được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng dựa trên cơ sở điểm xếp hạng của mình. Ngân hàng Nhà nước có thể tăng giá đô la Mỹ mua vào để bổ sung dự trữ ngoại hối. Theo chứng khoán SSI, trong bối cảnh tỷ giá hạ nhiệt,
Ngân hàng Nhà nước có thể tăng giá mua đô la Mỹ tại sở giao dịch để bổ sung dự trữ ngoại hối. Hiện tỷ giá bán tại sở giao dịch đã giảm khoảng 100 đồng, trong khi tỷ giá mua vẫn giữ nguyên ở mức 23.400 đồng trên 1 đô la Mỹ. Ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc khối phân tích và phát triển sản phẩm của Juanta Việt Nam, cho rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ tranh thủ thời cơ để mua bổ sung đô la Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh tỷ giá vẫn chịu một số áp lực từ cả bên ngoài lẫn bên trong, nhà điều hành sẽ không nhất thiết phải bổ sung bằng mọi giá mà sẽ mua vào khi tỷ giá xuống sâu. Him Lam đăng ký đầu tư dự án hơn 11.000 tỷ đồng tại Long An. Liên danh Trường Sơn Land Corp và Him Lam đã đăng ký thực hiện dự án khu dân cư tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Long An với tổng vốn đầu tư hơn 11.200 tỷ đồng. Dự án có diện tích 215 ha, dân số dự kiến 30.681 người, bao gồm 2.875 căn nhà xây sẵn và 5.482 căn chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự án kéo dài từ quý 1 năm 2025 đến quý 4 năm 2030. Trường Sơn Land Corp, tiền thân là Him Lam Land, là thành viên của tập đoàn Him Lam. Him Lam, thành lập năm 1994, có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính. Công ty hiện đang đầu tư hơn 80 dự án bất động sản trên khắp cả nước, bao gồm các dự án nổi bật như Him Lam Tân Hưng, Him Lam Riverside và Him Lam Vạn Phúc. 8 tháng, nước ngoài đăng ký bơm vào bất động sản Việt Nam gấp 3,7 lần. 8 tháng đầu năm 2024, vốn ngoại giải ngân vào lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam đạt 1,27 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 9% tổng vốn FDI thực hiện. Vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,55 tỷ đô la Mỹ, gấp 3,7 lần cùng kỳ và chiếm gần 14,4% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Saview Việt Nam ghi nhận 3 thương vụ M&A bất động sản nổi bật trong quý 2 năm 2024. Với thương vụ lớn nhất là tập đoàn Kim Oanh hợp tác với các công ty Nhật Bản để phát triển dự án The One World tại Bình Dương, tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Các thương vụ khác bao gồm Chipot Việt Nam đầu tư 250 triệu đô la Mỹ vào Bà Rịa, Vũng Tàu và Nisi Nippon Railroad mua 25% cổ phần Paragon Đại Phước từ Nam Long. Chứng khoán VIX trở thành cổ đông lớn PC One. Chứng khoán VIX đã mua gần 10,9 triệu cổ phiếu PC One, nâng tỷ lệ sở hữu lên 5,56%, trở thành cổ đông lớn của công ty cổ phần tập đoàn PC One. Giao dịch diễn ra ngày 30 tháng 8 với tổng giá trị gần 310 tỷ đồng. Điều này diễn ra ngay sau khi ông Phan Ngọc Hiếu, thành viên hội đồng quản trị PC One, đăng ký bán toàn bộ gần 15,6 triệu cổ phiếu từ ngày 30 tháng 8 đến 27 tháng 9. Trong nửa đầu năm 2024, PC One ghi nhận lãi sau thuế 109,3 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ nhờ sản lượng thủy điện tăng và lãi suất vay thấp. Tuy nhiên, việc công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng bị chậm do KPMG chưa hoàn tất thủ tục soát xét. PC One cam kết công bố trong thời gian sớm nhất, không muộn hơn ngày 6 tháng 9. PV Power đặt mục tiêu phát triển 1.000 trạm sạc xe điện. PV Power đặt mục tiêu phát triển một mạng lưới 1.000 trạm sạc xe điện trên toàn quốc đến năm 2035. Dù gặp khó khăn trong quá trình hoàn thiện thủ tục và đấu nối điện, PV Power cho biết vẫn kiên trì thực hiện kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu đang tăng trong thị trường xe điện. PV Power đã bắt đầu triển khai thí điểm trạm sạc xe điện tại Việt Nam, với trạm đầu tiên dự kiến hoạt động tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội vào tháng 9 năm 2024. Trạm có diện tích 30 đến 35 m2, gồm 2 cây sạc với công suất mỗi cổng 50 đến 60 kW. Sau đó, PV Power sẽ tiếp tục mở thêm 2 trạm sạc tại Trần Duy Hưng, Cầu Giấy. Sabeco chi 800 tỷ thâu tóm Sagota. Sabeco dự kiến chi 832 tỷ đồng để mua hơn 37,8 triệu cổ phiếu SDB của công ty cổ phần bia Sài Gòn Bình Tây, SDB, nâng tỷ lệ sở hữu lên 59,6%. Hiện SDB sở hữu 3 nhà máy bia với công suất hàng năm lớn, bao gồm các dòng bia Sagota và đã xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Mặc dù SDB liên tục thua lỗ, Sabeco đặt kế hoạch cải thiện hiệu suất của SDB, đặc biệt trong mảng bao bì và bán hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, SDB lỗ sau thuế 92 tỷ đồng do doanh số bán hàng thấp và khó khăn trong kinh doanh bao bì. Sabeco kỳ vọng sẽ giải quyết các thách thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của SDB. Lãi vay của Hòa Phát giảm mạnh. Theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024, tính đến ngày 30 tháng 6, Hòa Phát có tổng dư nợ vay 72.990 tỷ đồng, chiếm 35% tổng nguồn vốn, với 53.315 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn. Các khoản vay bằng Việt Nam đồng chịu lãi suất từ 2,2% đến 4,3%, trong khi vay đô la Mỹ có lãi suất từ 3% đến 4,9%, giảm so với mức lãi suất 2,1% đến 5% trong một năm hồi đầu năm. Nợ vay dài hạn của Hòa Phát đạt 19.675 tỷ đồng, lãi suất từ 2,48% đến 7,5%, giảm so với mức từ 2,85% đến 6,87% trong một năm hồi đầu năm. Các khoản vay chủ yếu được dùng để đầu tư cho dự án Dung Quất 2. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu ở mức 0,67 lần. Nợ vay của Hòa Phát tăng 11,6% so với cuối năm 2023 và giảm hơn 4.500 tỷ so với mức kỷ lục cuối quý 1. Mặc dù nợ vay của tập đoàn vẫn ở mức cao, chi phí lãi vay đã giảm 39% so với cùng kỳ 2023 nhờ điều chỉnh cơ cấu vay ngoại tệ, giảm phụ thuộc vào vốn nước ngoài trong bối cảnh chi phí vốn đô la Mỹ tăng. Bất chấp việc tỷ giá đô la Mỹ so với Việt Nam đồng lập đỉnh,
Lỗ thuần từ chênh lệch tỷ giá của Hòa Phát chỉ tăng từ 92 tỷ quý trước lên 136 tỷ trong quý này, cho thấy hiệu quả trong quản lý tài chính của tập đoàn. Phát Đạt tái khởi động mảng bất động sản công nghiệp. Phát Đạt vừa tái khởi động mảng bất động sản công nghiệp sau giai đoạn tái cơ cấu, hợp tác với Thanh Bình Phú Mỹ để phát triển các dự án khu công nghiệp kiểu mẫu và logistics. Được biết, Thanh Bình Phú Mỹ đang đầu tư và phát triển khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3 với quy mô hơn 1.000 ha tại Bà Rịa Vũng Tàu. Phát Đạt từng công bố kế hoạch triển khai 5 khu công nghiệp, nhưng trong năm 2023 đã chuyển nhượng 99,8% cổ phần tại công ty đầu tư bất động sản công nghiệp PDI cho Phát Đạt Holding với mục đích tái cấu trúc danh mục đầu tư trong bối cảnh thị trường khó khăn. Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phát Đạt cho biết Phát Đạt đã tái cơ cấu mảng bất động sản khu công nghiệp. Hiện công ty đang nghiên cứu đề xuất đầu tư nhiều khu công nghiệp, trong đó có dự án quy mô lên tới 1.300 ha tại Bà Rịa Vũng Tàu.